Theo đô kính chào quý vị anh chị em yêu thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Tiếp tục một clip ngày hôm nay, Theo đô lên một video để tiếp tục giới thiệu đến quý vị anh chị em một dòng đẩy, đó là mã đời Lab Group Pen FP6000Q. Thường thì chúng ta thấy rằng tất cả anh em trên thị trường cũng như bên Theo đô thường hay bán con Lab Group Pen FP 10000Q hoặc Lab Group Pen FP6400 hoặc là những con LA48, thì nó là thông thường, rất nhiều anh em có và Theo đô cũng hay có. Tuy nhiên những con FP6000Q này thì chắc chắn là nó cũng không không có nhiều và nó đang hiện tại cũng đang rất là hiếm. Dòng này là con 6000Q thì lại được trang bị là 4 kênh quý vị anh chị em nhé. Đầy Q thì nó trang bị 4 kênh, nó cao cấp. Tuy nhiên thì con này cái công suất thì nó sẽ yếu hơn con FP10000Q đấy. Vì vậy nên những con như này, con 6000Q này, chúng ta có thể, những quý vị anh chị mà đang chơi những cặp cặp loa full đơn đời 4 số hoặc là đời 3 số hoặc những cặp súp đơn, thì 4 kênh này đấy, là nó có thể kéo cho chúng ta những cặp full đơn đời 4 số cho những kênh loa full, và hai kênh còn lại chúng ta có thể kéo cho một cặp súp đơn bát 50, ví dụ như 718, 918 hoặc 418 hoặc 518 hoặc AFP6118 vân vân, đều kéo hết quý vị anh chị em nhé. Về đồ đẹp của con này thì về với Theo đô số lượng không có nhiều, cũng là một con thôi. Tuy nhiên một con thì Theo đô cũng vẫn mở cái nắp ra để tất cả quý vị anh chị em chúng ta đều được xem nội thất về đồ đẹp với những con chất bãi như này. Tất cả như này là sơn zin nguyên bản mà về Theo đô không không can thiệp gì bất cứ về phần sơn ở bên ngoài, và về mặt trước thì nó được như này đấy. Chúng ta thấy là một con bãi như này thì nó rất là đẹp và nó được giảm cái chi phí rất là nhiều so với chúng ta mua một con mới đập hộp quý vị anh chị em nhé. 4 kênh đấy. Và đây là Theo đô đang mở luôn cái nắp ở mặt bên dưới đít đấy. Thì lát nữa Theo đô sẽ lật lên cái mặt phần bên trên để quý vị anh chị chúng ta được xem kỹ hơn đấy. Chúng ta thấy rằng một trong những cái con bãi như này đấy, mà cái máy bên trong nó còn rất là đẹp, rất là keng như này, từ những các cái chân đấy, mối hàn của nhà máy đây rất là đẹp nhá đấy. Còn đang xanh dần và sáng cảo luôn đấy, từ những các cái cuộn dây này đấy, rất là đẹp đấy. Đây là dây nguồn điện vào. Đấy. Chúng ta quan tâm thì chúng ta hãy xem những cái video như này, và những quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm, chúng ta có thể kết nối bằng Zalo kia nữa để Theo đô cung cấp thêm cái hình ảnh chụp để gửi cho quý vị anh chị em chúng ta được xem chi tiết và kỹ hơn nhé. Và đây là mặt bên dưới. Và bây giờ thì Theo đô sẽ lật cái mặt lên bên trên để quý vị anh chị chúng ta cùng xem mặt bên trên. Chúng ta đợi Theo đô một tí. Rồi, đây là mặt bên trên đã được lật lên. Có một mình làm cái video thì nó rất là bất tiện khi muốn lật một cái cục đẩy. Chúng ta thấy ở bên trong đây là những các cái thanh tản nhiệt, nó còn mới cáo luôn, không một hạt bụi đấy, từ những cái con tụ này. Đây, những con tụ chúng ta thấy nó còn đang sáng cáo luôn. Tất nhiên trong video chúng ta xem nó chỉ được một phần nào đó, nhưng chúng ta cũng có thể trải nghiệm và đánh giá sơ bộ về được những cái độ đẹp của dòng sản phẩm như này. Đấy. Đây. Những con tụ lớn bên này cũng thế này. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Và chúng ta chơi những cái con bãi như này. Đấy, nhưng mà cái độ đẹp của nó cũng rất là đẹp. Cẩn thận cũng có thể có những con còn thùng xốp nhưng chưa chắc cái máy đã đẹp hơn như thế này, nhưng giá thành thì nó khác.
chúng ta chơi những con bãi mà nó được như này thì cái giá thành nó giảm hơn, rẻ hơn so với chúng ta mua con đập hộp rất là nhiều đấy, mà chúng ta được dùng đồ xịn như này đấy. Những con tụ này, những cái sợi dây này đây. Đấy. Những cái sợi dây còn rất đẹp. Những các cái vỉ bo mạch ở phía sau này, những con tụ này. Đấy. Đấy. Chúng ta thấy cái độ đẹp của nó rất là cáo luôn. Đấy. Còn ở đây là phía sau. Đấy. Phía sau của dòng sản phẩm đây. Được trang bị cho chúng ta bốn cái đầu âm thanh từ vang số đi xuống hoặc là từ thiết bị khác đi xuống, và bốn đầu jack new trích đi ra âm thanh. Đấy. Đó là SP6000Q. Còn những quý vị anh chị em nào chúng ta chơi những dòng full full đôi có công suất khủng hơn, chúng ta cần con mạnh hơn thì chúng ta sở hữu đến cái con 10.000Q nhá. Còn những quý vị anh chị nào đang chơi những cặp full đơn đời 4 số, tất cả các dòng full đơn và những cặp súp đơn thì chúng ta chơi những con như này rất là thích hợp, vừa miếng. Đấy, vừa miếng vừa thích hợp giá tiền mà lại vừa miếng, mà lại được kéo cho chúng ta nguyên một cái bộ dàn để chúng ta không phải mất nhiều những cái con đẩy, không mất nhiều các cái dây rắc ở phía sau đã lích kích trong cái tủ âm thanh. Đấy. Về độ đẹp thì tất cả là như thế này, và cái tất cả cái sơn mà tiêu đô quang quay phía bên ngoài đây là đều là hàng sơn zin, chưa có can thiệp bất cứ một giọt sơn nào là sơn ta. Đấy. Vậy mọi nhu cầu về để mua sắm để sở hữu những cái con này, chúng ta hãy liên hệ với Tỷ Audio theo số điện thoại hoặc Zalo. Lab Group Pen SP6000Q, hàng về từ Thụy Điển. Đấy. Mọi nhu cầu về mua sắm quý vị anh chị, chúng ta xin hãy liên hệ với Tỷ Audio nhé. Và bây giờ thì Tỷ Audio xin dừng clip tại đây. Một video chi tiết về cái nội thất bên trong chúng ta đã được xem. Xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong clip tiếp theo.